Lần đầu tiên trong lịch sử, một đại sứ Mỹ đã đến thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn thuộc tỉnh Quảng Trị. Đó là đương kim đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam, Daniel Kristen Brink. Sự kiện vừa diễn ra vào chiều qua và được coi là dấu mốc đặc biệt cho nỗ lực hàn gắn vết thương chiến tranh của hai quốc gia Việt Nam và Hoa Kỳ, cũng là thêm một thông điệp cùng khép lại quá khứ hướng tới tương lai của hai nước từng là cựu thù trong chiến tranh. Mục sự kiện và bàn luận chiều nay với sự tham gia của bà Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội sẽ cùng bàn. Thưa quý vị và các bạn, những âm thanh mà quý vị và các bạn đang nghe nó là tiếng thỉnh chuông tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kristen Brink, được phóng viên chúng tôi ghi lại vào chiều qua. Và đây là lần đầu tiên trong lịch sử một đại sứ Mỹ đã trực tiếp đến viếng các anh hùng liệt sĩ tại một nghĩa trang liệt sĩ ở Việt Nam. Thưa bà Tôn Nữ Thị Ninh ạ, bà có bàn luận gì về cái sự kiện đặc biệt này ạ? Theo tôi, đó là một cái điều rất là đáng chú ý. Nó nói lên cái sự trưởng thành của quan hệ Mỹ-Việt, Việt-Mỹ. Đó không phải là cử chỉ của một cá nhân, mà đó là một cái chủ trương được thông qua. Nó vừa nói lên cái cạnh chính trị của cái hợp tác toàn diện của hai bên, của cái mong muốn được chia sẻ giữa hai bên là để cái hợp tác, cái quan hệ càng đi lên phía trước hơn nữa, mở rộng và đi sâu. Theo một nghĩa nói nôm na, cũng phải đào thôi. Vâng, như bà vừa chia sẻ thì đó là một cái sự kiện rất đáng chú ý cả về chính trị và trong hoạt động ngoại giao. Và sau đây là những cái chia sẻ của Đại sứ Mỹ Daniel Kristen Brink trước hàng vạn liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn ở tỉnh Quảng Trị ạ. Chuyến thăm của tôi tới Nghĩa trang Trường Sơn là cơ hội để tôi bày tỏ sự kính trọng đối với những người đã hy sinh vì lòng yêu nước. Thông điệp mà tôi muốn gửi gắm trong chuyến công tác Quảng Trị lần này đó là nêu tinh thần hàn gắn những vết thương chiến tranh và hai nước sẽ tiếp tục cùng nhau giải quyết những hậu quả còn sót lại. Vâng, với những gì mà Đại sứ Mỹ tại Việt Nam vừa chia sẻ thì bà Tôn Nữ Thị Ninh có cái sự đồng cảm nào không ạ? Tôi đã nói đây đó và nhiều lần. Quá trình bình thường hóa, cải thiện, đào sâu và mở rộng quan hệ giữa hai nước Mỹ và Việt Nam, Việt Nam và Mỹ, có thể nói nó rất là độc đáo. Ít có hai nước kiều thù, kiều đối địch với nhau mà đã xây dựng được trong một thời gian tương đối ngắn những cái mối quan hệ hợp tác. Nhưng ngày hôm nay, điều đó không có nghĩa là không còn những cái điểm là không thực sự thống nhất với nhau, có thể có ý kiến khác nhau, thậm chí có thể là bất đồng với nhau. Nhưng mà cái việc là vượt qua được quá khứ phức tạp, khó khăn như giữa Việt Nam và Hoa Kỳ thì phải nói là cũng hiếm hoi, nếu không nói là độc nhất vô nhị ở trên thế giới. Vâng ạ. Thưa bà Tôn Nữ Thị Ninh ạ, chiến tranh thì đã lùi xa 44 năm. Như bà nói thì từ hai nước cựu thù thì Việt Nam Hoa Kỳ đã trở thành đối tác toàn diện. Và chính phủ hai nước thì cũng đã và đang có những cái hành động tích cực để tiếp tục vun đắp cái quan hệ ngày một phát triển. Và hành động của Đại sứ Mỹ thì sẽ tiếp tục những cái nỗ lực đó như thế nào ạ? Một cái quan chức gọi là cao nhất của Mỹ tại Việt Nam mà đến thăm thắp hương tại Nghĩa trang Trường Sơn á, thì điều đó nó nói rằng là quan hệ đã đi vào chiều sâu. Khi nói gác lại quá khứ thì không có nghĩa là lơ quá khứ, không hiểu, không thừa nhận thực chất của quá khứ. Thì trong cái quá khứ đó phải nói là có đau thương, có mất mát. Thì tôi cho rằng là đây là một cái bước tiến của phía Hoa Kỳ và đương nhiên sẽ được và đang được phía Việt Nam hoan nghênh. Cái điều này là nó một cái dấu hiệu, có thể nó hứa hẹn những cái điều tích cực cho cái quan hệ sau này tiếp tục phát triển mà đi vào chiều sâu hơn, thực chất hơn nữa. Trở lại một cái sự kiện vào hồi cuối năm ngoái thì Thủ tướng Pháp Edouard Philippe là cái vị chính khách thứ hai của Pháp đã tới thăm cái di tích chiến trường Điện Biên Phủ, đặt vòng hoa tưởng niệm và bày tỏ cái sự kính trọng đối với những liệt sĩ đã chiến đấu và hy sinh vì độc lập tự do. Và nay là Đại sứ Mỹ Daniel Kristen Brink. Trong cái bối cảnh thế giới diễn biến ngày càng phức tạp, vẫn còn cái tình trạng là nước mạnh, bành trướng, o ép nước yếu. Chiến tranh xung đột sắc tộc thì vẫn diễn ra ở nhiều nơi. Cái căng thẳng và chạy đua vũ trang vẫn không ngừng gia tăng. Thì hành động của những chính khách Mỹ và Pháp cho thấy cái điều gì ạ? Ngày nay, thế giới đã thay đổi.
không phải là một cái nước hùng mạnh lên về kinh tế rồi về quân sự lại có thể hoàn toàn muốn xây dựng lại một cái trật tự trên đất liền cũng như là trên biển hoặc trên không, mà hoàn toàn chỉ tính đến lợi ích của riêng mình. Trong khi thế giới phức tạp như thế, càng phải phát huy luật quốc tế, những cái quy tắc quốc tế để chung sống hòa bình trên cơ sở tôn trọng quyền chính đáng, hợp pháp của tất cả các bên, lớn cũng như là nhỏ hơn. Những cái hành động như vừa rồi của chính khách Pháp và Mỹ thì đó không đơn thuần là cái hành động ngoại giao ý nghĩa giữa Việt Nam và Pháp hay là Việt Nam Hoa Kỳ. Nhìn rộng ra cả khu vực và cả cộng đồng quốc tế thì sẽ phải ứng xử như thế nào để mọi quốc gia đều được hòa bình, độc lập, nhân dân được no ấm, chứ không phải là cái sự nghi kỵ và dè chừng lẫn nhau ạ? Vâng, đúng thế. Tôi nghĩ là hòa bình, an ninh, ổn định là sự nghiệp không phải của riêng ai, mà đó là trách nhiệm và quyền lợi của tất cả các nước liên quan, dù là lớn hay nhỏ, dù là giàu hay nghèo, nhưng tất cả các nước đó đều phải chấp nhận và tôn trọng cái khuôn khổ đa phương toàn cầu và khu vực, không thể là đi tạo một cái luật chơi riêng cho một nước nào cả. Vâng, những ngày này thì cả nước ta đang có nhiều cái hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh và 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì bà Tôn Nữ Thị Ninh có chia sẻ gì với thính giả về những cái giá trị của độc lập dân tộc cũng như là cái công tác ngoại giao trong tình hình mới ạ? Sáng năm á, khi chúng ta trở lại làm chủ tịch của Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN, đồng thời lại bắt đầu nhiệm kỳ 2 năm thành viên không thực trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, thì thế đề cao đó và cái trách nhiệm quốc tế đó nó rất là đặc sắc. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Việt Nam sẽ làm cái vai trò của mình trong hai cái cơ chế đó một cách nó có trách nhiệm khách quan để thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi quốc gia dân tộc của chính mình. Một lần nữa cảm ơn bà Tôn Nữ Thị Ninh về cuộc trò chuyện vừa rồi ạ.